Tôi không có dây sẽ bị tuột ạ. Bé Kiên nói đúng. Vâng ạ. Sao ăn được 3 cục vậy? Tại vì là người quen đó con. Con phải tự mưu sinh, con ăn một mình đúng không con? Đây. Thôi nghe tự mưu sinh nghe ghê quá thầy. Con phụ huynh đừng vặn vẹo thầy. Tôi có ý kiến. Thầy ơi. Thầy sao cái kia? Thầy kia là gấp hơn, hình như là không có đúng theo 4 bước hay sao? Được. Nhưng mà đấy là đã gấp làm 4 chưa ạ? Đây gấp làm 4 này là như thế này thôi. Đâu, đây là cái căn này là cái căn dài. Mong phụ huynh đừng vặn vẹo thầy. Mình phải thắc mắc chứ, tại vì mình cho con đi học mà thầy. Tôi rất cảm ơn các phụ huynh hôm nay đến đây dự giờ cùng chúng tôi, nhưng mà mong phụ huynh đừng ý kiến. Ý kiến, nếu cảm thấy rằng thầy này dạy các bé không được thì cứ việc báo cáo với thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm sẽ đổi thầy ngay. Đổi người ngay. Thầy chủ nhiệm dạy. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ lỡ lãnh lương rồi, cho hết tháng này đi nhá. Thầy nhân từ quá thầy. 50 chiếc điện thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác. Có Samsung A5 xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Đậu đâu? Bắt đầu không nhỉ? Quá nhìn thấy bắt đầu không nhỉ? Bạn đậu trốn rồi. À, bạn đậu trốn rồi. Ok. Không thấy bạn đậu đâu. Đúng. Nữa đi. Thấy người ta. Cố lên. Mình nhớ gắp đủ các món nhá. Chưng. Ôi mày ga. Chú ăn đi em. Biết nào. Chú ăn đi. Tình hình là em đã có bài kết quả của em chưa? Có. Bây giờ là thế nào là gọn gàng ngăn nắp? Em hãy nhặt ra cho thầy xem nào. Cái này là gì? Đây là gì? Gọn gàng. Ok, rồi xong. Rồi em để lên cho thầy. Đúng là con của thầy có khác. Rồi, ok. Nào. Tiếp theo, gọn gàng đâu? Gọn gàng. Tiếp rồi, ok. Còn gọn gàng nào không? Con làm thầy rất tự hào. Con gàng. Thì đây là một bộ môn mà bản thân thầy sau rất là nhiều trận đòn của vợ thì cuối cùng thì thầy cũng học được ra cách gấp quần áo nó là như thế nào. Thì hôm nay thì thầy sẽ truyền đạt lại cho các con về cái kỹ năng gấp quần áo. Wow, nhanh quá. Rồi, xong rồi. Lùm lồng nó ra ngoài. Còn thiếu một cái khăn nữa đâu ấy nhở? Đây, cái khăn ấy đang nấp ở đây này. Đậu ơi, ra đây thầy Kiên bảo nào. Đúng rồi, con lấy khăn của con lên. Đúng rồi, con lấy khăn của con lên. Thông thường thì trong một lớp học phải có học sinh cá biệt chứ. Đậu đóng vào học sinh cá biệt. Thầy biết là vì ba với mẹ con là đi làm xa xôi cực khổ, ít có về nhà, nghĩa là cho con ăn cơm, vì vậy cho nên con phải tự mưu sinh đúng không? Con phải tự mưu sinh, con ăn một mình đúng không con? Đây. Thôi nghe tự mưu sinh nghe ghê quá thầy. Rồi bây giờ con gấp giữa cho thầy một cục kẹo nhỏ và một cục kẹo lớn. Nhanh nha, 1, 2, bắt. Đó. Wow, nhanh quá. Đúng là một đứa bé mà khi mà đã từng trải rồi nó sẽ khác. Trải rồi. Đấy. Rồi bây giờ con gấp một cái viên lớn rồi. Quá tuyệt vời. Với một viên cho con nữa. À con gấp đi con. Công nhận là bé Andy rất là thương mẹ. Còn bố nó thì ngồi kế bên. Kệ bố nó. À cho bố sau khi nhắc nhở. À cũng còn ăn ngủ. Có ăn ngủ. Thầy ơi. Sao ăn được 3 cục vậy? Tại vì là người quen đó con, cũng trong gia đình đó cho nên được ưu tiên con à. Không sao bé Son ơi, bây giờ mình sẽ có một thử thách nữa. Nếu mà con xếp được thì con xếp, con không xếp được thì con bỏ qua cho ba mẹ xếp, chuyện bình thường. Này tiết học chứ không phải. Đúng chứ rồi. Không phải là một em bé mà bỏ cuộc xong cái đưa cho ba mẹ sắp. Dạ, chính xác, hai phải. Như mình mà đi một đôi như này với một đôi như này thì sẽ có điều gì xảy ra khác nhau như nào? Đôi không có dây sẽ bị tuột ạ. Bé Kiên nói đúng. Vâng ạ. Cảm ơn anh Sơn. Siro ăn ngon ít nhi, bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Với hai thầy vừa rồi đã dạy các bé rất tốt. Và các bé ơi, các con ơi,
hãy cho thầy chủ nhiệm hỏi các con một câu. Lý do tại sao các con khi mà các con các bạn đều đi lên hết rồi. Đâu? Mẹ ơi, nghe thầy nói. Tự nghe thầy này con. Nghe thầy con. Dạ, vâng ạ. Con nghe thầy đi con. Những lời của thầy nói ra đều bổ ích cho các con. Tại sao mà khi đậu con? Tại sao những gì mà thầy Sơn và thầy Kiên dạy các con đậu con? Tại sao các con làm có những lúc các con làm không được, mà tại sao các con không chịu nhờ bố mẹ mà các con lại cố gắng làm? Trời ăn thiệt. Very good. Ủa ba thầy chứ không thứ ba. Hôm nay là lên trước thầy rồi. Thầy bây giờ cái đó xong cái gấp vô ăn luôn hả? Có thể. Đây, kẹo dẻo rất dễ dàng. Đây là kẹo dẻo hương thơm. Ngon. Rất ngon. Tay trái đâu? Dám là tay trái nào? Tay trái là bên nào? Đúng rồi. Yeah, khoe đi. À, không, à, thầy nói gì cũng không đúng. Tôi không có làm gì trên sân khấu cả. Tên Kim Tử Long nó chẳng qua là tên cúng cơm của tôi thôi. Còn tôi đi dạy thì tôi lấy tên là Thành Long. Andy ngủ rồi. Sau khi nghe hai bạn này nói chuyện Andy ngủ rồi. Bây giờ chúng ta đến với con trai của thầy Thành Long. Xin lỗi thầy chủ nhiệm có đôi lời. Dạ. Sau khi mà Andy Khánh nghe được hai bài diễn văn của Andy và của Son đó thì đã đưa Andy vào một giấc ngủ rất là yên điềm. Nhưng mà Andy cũng đã làm xong bài hoàn thành rồi mới ngủ à. Andy mập ơi. Andy mập, em bị súng à. Ngủ thật. Ngủ thật rồi. Ngủ thật luôn. Rồi, thế mình sẽ tự kiểm tra bài tập của Andy này. Oh my god, ngủ mỗi lúc mỗi nơi. Có vẻ như là kết quả cũng không có gì khác so với tất cả những bạn học sinh còn lại. Wow. Chỉ trừ bạn học sinh cá biệt ở kia ra. Hoan hô cho học sinh đang ngủ của chúng ta. Con đố thầy cái này nè. Vậy chân trái, chân nào không dậm lên chân trái được? Chân nào không dậm lên chân trái được hả? Là chân Miro. Dạ không phải. Chân gì? Chân trái. Chân trái đâu có dậm lên chân trái được đâu. Hay luôn, thầy thì còn mê lại nghề ca hát cho nên thầy nói là chân Miro. Lên với đậu, bố lên đây, với đậu. Bố lên với đậu nhá, đi với bố nè. Bố với đậu chơi nè. Đúng rồi, hay. Nào, rồi bây giờ mình bước chân phải vào nào. Chân phải đâu? Rồi thì bây giờ con dẫn đi. Nào đậu ơi, mày dậy chân trái lên, đậu lên. Chân trái đâu nhỉ? Đậu lên. Tay trái đâu, tay phải đâu? Thế chân trái đâu, chân trái đâu? Hay xài lên phải chỉ cho đậu đi. Xài không cần chơi, xài lên phải chỉ cho đậu. Phải chỉ đâu. Đậu dẫn vào đây. Chân này, xài lên phải bảo là dẫn vào đấy. Nhá, ok. Không cần chơi. Đây này, thầy, con nhìn thầy này. Đấy, bạn cam lên. Con nhìn thầy qua phải nhá. Nào, con dẫn đi, Đây đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Tiếp nào. Hey, cam dắt tay đậu đi. Cam dắt tay đậu đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp nào. Thế tay trái đâu? Chân nào. Tay trái cơ mà. Tay trái, cái ngón này này, mình ở ngoài này. Đó, đúng rồi. Cam bỏ ra để cho đậu làm cho này. Cam bỏ ra cho đậu làm nào. Đúng rồi. Tay phải đâu nhỉ? Cái ngón này này con. Thôi, chỉ có một mình cái này thôi. Chân này có đúng không? Có đúng chưa nhỉ? Chân này đúng chưa? Xoài. Gái đậu. Xoài lên giấy với bạn nè con.
À đúng rồi, chân này là đúng rồi. Nào. Thế chân này dẫm chân nào lên nhỉ? Rồi. Rồi. Đúng rồi mà. Đậu và Cam đều đã hoàn thành thử thách của chương trình.